100 câu truy vết kiến thức vượt vũ môn để cho chúng ta chiến đấu cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và vì một kỳ thi trung học phổ thông quốc gia chiến thắng. Được không ạ? Và để cho buổi học được diễn ra tốt đẹp và tất cả các bạn và các em cùng hiểu bài thì thầy rất là mong muốn rằng là tất cả các bạn và các em cùng chia sẻ buổi học này lại cùng thầy và cùng comment đáp án xuống phía dưới nhá. Câu số 1 bắt đầu. Let's go. Câu số 1 ạ. Câu số 1 đáp án gì ạ? Câu số 1 các bạn cùng comment đáp án của thầy nhá. Câu số 1 ạ. Câu số 1. Câu số 1 đề bài hỏi cái gì? Câu số 1 đề bài hỏi, đây là phần truy vết kiến thức nhá. Và cái phần này thì nó sẽ tương ứng với lại 32 câu đầu tiên trong đề thi trung học phổ thông quốc gia của các em. Và ở đây chúng ta luyện là luyện phản xạ các em ạ. Ở đây chúng ta luyện với nhau là luyện phản xạ nhá, các bạn chú ý nhá. Chúng ta cùng luyện phản xạ với nhau. Ok không? Nào. Chiến đấu ạ. Câu 1, trong phòng thí nghiệm các kim loại kiềm. Trong phòng thí nghiệm các kim loại kiềm thì được bảo quản bằng cách ngâm trong chất lỏng nào sau đây ạ? Trong phòng thí nghiệm nhá, thì các kim loại kiềm thì được bảo quản bằng cách ngâm trong chất lỏng nào sau đây ạ? Thì kim loại kiềm thì bảo quản bằng cách ngâm trong dầu hỏa các em nhá. Đáp án đúng là đáp án B, câu 1, đáp án B ạ. Câu 2 ạ. Anilin tác dụng được với chất nào sau đây trong dung dịch ạ? Nào, các bạn cùng comment đáp án nào. Anilin ạ. Anilin thì tác dụng được với chất nào sau đây trong dung dịch ạ? Anilin là C6H5NH2 đúng không? Nó có tính gì ạ? Nó có tính bazơ nhỉ các em nhỉ? Và tính bazơ thì nó sẽ không tác dụng được với KCl, không tác dụng được với bazơ tương ứng, không tác dụng được với KNO3 đúng không? Vậy thì nó sẽ tác dụng được với gì? Tác dụng với HCl, thì HCl có tính axit nhá. Chúng ta có 100 câu cơ, chúng ta cùng chiến đấu nào. Bạn cùng comment mạnh mẽ lên nhá. Câu số 3. Câu số 3. Làm nhanh để lấy vía. Câu số 3. Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng là nhỏ nhất ạ? Kim loại nào sau đây ạ có khối lượng riêng là nhỏ nhất? Nào, ngày hôm nay chúng ta cùng tạo nên kỷ lục với nhau. Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng là nhỏ nhất? Khối lượng riêng là nhỏ nhất thì nó chỉ có thể là anh nào đó các em nhỉ? Li-ti nhá. Bạn nào không nhớ là phải nhớ lại đấy. Li-ti khối lượng riêng nhỏ nhất. Câu 4. Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất? Cháy hết mình cùng các em. Cháy hết mình vì kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Rồi, chiến đấu nào. Câu số 4 ạ. Kim loại nào sau đây có tính khử là yếu nhất? Nào, kim loại nào sau đây ạ có tính khử là yếu nhất? Tính khử các em nhá, các bạn để ý cho thầy nhá. Đề bài hỏi chúng ta là tính khử nhá. Tính khử yếu nhất thì mình sẽ có là gì ạ? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nhỉ? Vậy ở đây tính khử yếu nhất là sắt. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu số 5. Chất nào sau đây được dùng để điều chế thuốc đau dạ dày và làm bột nở? Chất nào sau đây được sử dụng để điều chế thuốc đau dạ dày và làm bột nở? Bột nở các em nhá, thuốc đau dạ dày nhá. Thuốc đau dạ dày và bột nở nhá thì nó là anh nào? Natri hydrocarbonate. Đúng rồi, chúng ta một lần comment là một lần nhớ là vào trong đầu này này. Để mai, để mấy hôm nữa đi thi, đúng không? Để lúc mà làm bài thi, đúng không? Mà chúng ta gặp được nó thì ngay lập tức mình chọn được luôn. Câu số 6 ạ. Nào, tinh thể FeSO4 ngậm 7 nước vào dịch não mắt dư thì sinh ra kết tủa X màu trắng, hơi xanh. Vậy chất X là gì? Thì bản chất ở đây của chúng ta nó là gì ạ? Sắt 2 cộng. Sắt 2 cộng cộng với lại OH trừ thì tạo thành FeOH 2 lần. Đúng không? FeOH 2 lần của chúng ta thì chắc chắn nó là kết tủa màu gì ạ? Kết tủa màu trắng hơi xanh. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Ok chưa? Các bạn thấy không? Đây là chúng ta chỉ luyện não thôi nhá. Và đây là buổi học cuối cùng mà thầy dành cho tất cả các bạn và các em. Và chúc tất cả các bạn và các em mai đi thi thật là chiến đấu thắng. Thế nhưng mà chiến đấu tiếp. Câu số 7 ạ. Câu số 7 ạ. Ở điều kiện thường, bari tác dụng với nước sinh ra bari hydroxit và khí hydro. Nào, ở điều kiện thường ạ, bari tác dụng với nước và sinh ra bari hydroxit và khí hydro. Công thức của bari hydroxit là gì? Rất dễ luôn. Rất dễ luôn ạ. Đấy, các bạn cùng comment đáp án nha. Và cùng tác giúp thầy tất cả các bạn của các em vào đây ạ. Những bạn nào mà thi môn hóa, các bạn tác giúp thầy vào đây để cho chúng nó ôn cho nó xịn. Câu 7 ạ, bari hydroxit BaO2 lần. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D các em nhé. Câu số 8. Polyvinyl chlorua thì được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây? Polyvinyl chlorua thì được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây? Thì đi từ polyvinyl chlorua thì đi từ vinyl chlorua đúng không? Vinyl chlorua thì đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D, CH2 nối đôi CHCl. Ok chưa? 100 câu truy vết kiến thức hóa. Chúng ta đã làm đến câu số 9. Trypanmitin có nhiều trong mỡ động vật, mỡ bò, lợn và gà. Công thức của trypanmitin là nào? Công thức của trypanmitin là gì ạ? Nào, các bạn cũng có thể comment đáp án cho thầy được không? Trypanmitin thì đi từ axit palmitic nhỉ.
Axit pancreatic là C15, H31, COOH, đúng không? C15, H31, COOH. Vậy thì anh này nó sẽ là C15, H31, CO tất cả 3 lần. C3H5 các em nhé. Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án C. Câu 9, đáp án C. Câu 10 nào các em. Ui dồi ôi, ôn về carbohydrate này. Nào, ôn về carbohydrate này. Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide? Thì monosaccharide là glucose và fructose. Disaccharide thì mình sẽ có là saccharose và maltose. Vậy ở đây disaccharide chỉ có thể là saccharose mà thôi. Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án C các em nhé. Câu tiếp theo ạ, câu 11. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh ạ? Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh ạ? Hôm nay thầy Minh quyết tâm cháy hết mình cùng các em. Cháy hết mình vì kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Chúng ta cùng chiến đấu để chiến thắng. 11 ạ, dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh? Alanin không làm quỳ tím chuyển màu. Đúng không? Glycine cũng không, bởi vì hai thằng này có số nhóm COOH bằng số nhóm NH2. Lysine thì nó làm sao? Có hai nhóm NH2, một nhóm COOH, vậy nó làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. Đáp án đúng đáp án B. Còn axit glutamic thì nó có hai nhóm COOH, một nhóm NH2, không, nó làm quỳ chuyển thành màu đỏ cơ. 11 đáp án B ạ. 12 ạ. Ui cô, 12 trông dài dài nhưng mà dễ thôi. 12 trông nó hơi dài dài nhưng mà dễ thôi các em ạ. Nào, các em cùng comment đáp án xem 12 đáp án gì ạ. Nào cùng comment đáp án cùng thầy Minh ạ. 12 đáp án gì ạ? Trong các vụ cháy, một trong những nguyên nhân mà gây tử vong cho con người là do nhiễm độc khí X. Nào, đây. Do nhiễm độc khí X. Khi đi vào máu thì khí X kết hợp với hemoglobin chiếm mất vị trí của oxy gắn với hemoglobin. Dẫn đến oxy không được hemoglobin vận chuyển đến các mô của rễ. Khí X là chỉ X là một khí duy nhất nhá. X là một khí duy nhất mà nó đóng băng hemoglobin. Và đóng băng hemoglobin thì nó chỉ có thể là CO thôi. Nitơ không phải là khí độc. Rất tiếc cho những bạn chọn 12D. Đáp án chính xác của chúng ta nó phải là đáp án A các em ạ. 12 đáp án A các em nhé. Đúng rồi, nhìn thấy hemoglobin là biết ngay nó là CO, chính xác. Câu 13. Ethyl butyrat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của ethyl butyrat là nào? Các bạn cùng làm cho thầy xem nào. Công thức của ethyl butyrat là anh nào? Ethyl nhé. Đây là ethyl này. Đây không phải ethyl. Đây là ethyl này. Đây không phải ethyl. Ethyl butyrat, buty là có 4 carbon. 1, 2, 3, 4. Vậy đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án A. Các bạn nhìn thấy chưa? 13 đáp án A các bạn nhé. 13 đáp án chính xác nhất của chúng ta là đáp án A. Thì rất là mong muốn tất cả các bạn và các em nhiệt tình comment đáp án để chúng ta cùng nhớ bài. Để lúc làm bài thi thì những cái chữ này nó sẽ chui vào trong đầu các em và các em chỉ việc chọn thôi. Câu 14 ạ. Kim loại sắt không tan trong dung dịch nào? Kim loại sắt không tan trong dung dịch nào sau đây ạ? Các bạn chú ý nhá, đề bài hỏi chúng ta là kim loại sắt. Thì sắt thì chắc chắn nó tác dụng với sắt dương 3 để tạo thành sắt dương 2. Chắc chắn nó tác dụng với HNO3 loãng rồi. Chắc chắn nó tác dụng với HCl đặc rồi. Vậy sắt nó sẽ bị rào. Nhôm sắt chrome bị thụ động trong H24 đặc nguội hoặc HNO3 đặc nguội. Vì vậy nên nó sẽ không tan trong dê H24 đặc nguội. Các bạn nhớ chưa? Các bạn nhớ chưa? Đáp án đúng là đáp án dê nhá. Cách tốt nhất để học lý thuyết đó là làm bài tập lý thuyết. Cách tốt nhất để ôn lý thuyết đó là làm những câu lý thuyết dễ. Và ngày hôm nay thì mình giúp cho tất cả các bạn và các em, độ cho các em về môn hóa. Nào, chiến đấu để chiến thắng các em nhá. Chiến đấu để chiến thắng. Câu 15, phát biểu nào sau đây là đúng? Tetrapeptide mạch hở có 4 hình peptide, không biết thì viết ra. Đây, tetrapeptide được tạo bởi từ 4 gốc alpha amino acid, 1 2 3 3 hình peptide. Sai. Ở điều kiện thường trimethylamine là một chất khí. Vậy 15 đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B các em nhá. 15 đáp án B bỏ. Đấy, chúng ta cùng ôn lý thuyết với nhau ạ. Câu 16 ạ. Các em giúp thầy tác tất cả các bạn của các em thi môn hóa vào đây nhá, để chúng ta cùng ôn lý thuyết. Hóa câu 16. Phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion rút gọn là HCO3 trừ cộng OH trừ để tạo thành CO32 trừ cộng với lại H2O ạ? Nào, anh nào ạ? Anh nào ạ? Chúng ta lưu ý cho thầy nhá, là phương trình còn lại trong phương trình ion rút gọn thì nó phải loại bỏ các chất kết tủa nên B không thể. Được chưa? Và các chất điện ly yếu thì ở đây không có HCO3 trừ, bỏ. Đây ạ, mình có HCO3 trừ cộng OH trừ tạo thành CO3 trừ cộng nước. Đáp án đúng đáp án C. Đáp án C các em nhá, đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án C. Câu 17 ạ.
17 nào các em. Toàn những câu đơn giản thôi. Và cách tốt nhất để chúng ta ôn lý thuyết là chúng ta làm những câu đơn giản như thế này ạ. Các bạn cùng nhiệt tình comment đáp án cùng thầy Minh ạ. Câu 17 ạ. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 2? Thí nghiệm nào sau đây ạ thu được muối sắt 2 khi các phản ứng xảy ra là hoàn toàn magie, chú ý magie dư. Magie dư thì nó sẽ tạo thành magie 2 cộng và nó đẩy ra sắt kèm nhá. Loại FeS vào H4 đặc nóng dư thì sắt chúng ta sẽ lên là sắt dương 3 cơ. Sắt vào clo thì tạo thành FeCl3 cơ. Vậy ở đây chỉ có sắt dư và H2O3 loãng thôi thì mới thu được muối sắt 2. Đáp án chính xác nhất của chúng ta câu 17 là đáp án D nha các em nhá. Đi thi phải nhìn thật kỹ. Lúc nào mà sắt dư? Lúc nào mà sắt dư thì trong dịch chỉ tồn tại muối sắt 2 thôi, các em nhớ chưa? Sắt mà dư thì trong dịch chỉ tồn tại muối sắt 2 thôi, nhìn thật kỹ nhá, tô thật kỹ. Không là toang đấy, các bạn nhìn thấy không? Rất nhiều bạn toang. Đúng rồi, gạch chân tự kỹ từ dư vào. Câu 18. Cho sơ đồ chuyển hóa sau. Cho sơ đồ chuyển hóa sau. XYZ là hợp chất khác nhau, mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học. Các chất E và F thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là. Các chất E và F thỏa mãn đầy vôi sống là CaO. Đúng chưa? CaO mà cộng với E thì CaO thì chỉ cộng với nước thôi. Để tạo thành X là CaH2 lần. Ok chưa? Nước mà cộng với lại CO2 thì tạo thành CaCO3. Ok chưa? Vậy F đây, CO cộng CO2 thì tạo thành Z à, à, F là CO2F. E là nước, đúng không ạ? E là nước, F là CO2, X, Y, Z là chất khác nhau để tạo thành chất Z. Ok chưa? Z cộng E cộng F thì đây, chất Z này khả năng cao nó là CA gì? CaHCO3 đúng không? Đây là cộng với CO2 dư. A cộng với CO2 dư thì đây là CaHCO3 lần. Anh này là CaCO3. Cộng với E và F là cộng CO2 cộng nước thì tạo thành CaHCO3 lần. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. 18 đáp án C các em nhá. 19 nào. Một câu tính toán đơn giản thôi. Hòa tan hỗn hợp natri và kali vào nước thu được dung dịch X và số mol hydro là 0,015. Trung hòa X thì cần vừa đủ H2SO4, chúng ta có số mol của hydro thì luôn bằng số mol của H2SO4 và bằng 0,015. Vậy mình tìm được V bằng 0,015 chia 0,1 và bằng 0,15 lít. 0,15 lít nên đáp án đúng là đáp án B, 150 ml các em nhá. 20 ạ, một câu tính toán đơn giản nữa. Một anh glu thì cho mình ra hai anh C2H5OH. Số mol hiệu suất là 75%, 0,75. Ok chưa? Số mol glu là 18 chia cho 180 bằng 0,1. Vậy suy ra số mol Ca5OH bằng 0,1 nhân 2 bằng 0,2 nhân với 0,75. 0,2 mà nhân với 0,75, 0,2 nhân 0,75 bằng 0,15. 0,15. Chú ý nha, đây này, thuận nhân rồi, 0,15 mà nhân với 46 thì kết quả chúng ta bằng 6,9. Đáp án chính xác của chúng ta 20 đáp án B các em nhá. 20 đáp án B bỏ. Câu 21 ạ. Chất nào sau đây là natri aluminat ạ? Nào. Chất nào sau đây là natri aluminat ạ? Nào các bạn cùng comment đáp án cho thầy nào. Chất nào sau đây là natri aluminat? Natri aluminat đây là nhôm carbua này. Đây là nhôm hydroxit này. Đây là nhôm oxit này. Vậy natri aluminat của chúng ta nó chỉ có thể là CnaAlO2 thôi các em nhá. NaAlO2 ạ. Câu 22 ạ. Phân tử polymer nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh? Các bạn cùng comment đáp án cùng thầy ạ. Phân tử polymer nào sau đây ạ thì có cấu trúc mạch là phân nhánh ạ? Phân nhánh nhá, cellulose là không phân nhánh này. Đúng chưa? Polyvinyl chlorua cũng không phân nhánh này. Polyisoprene cũng không phân nhánh này. Vậy phân nhánh của chúng ta chỉ có thể là amylopectin mà thôi. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các bạn nhớ nhá. Amylose không phân nhánh, amylopectin là phân nhánh. Câu 23. Thạch cao có thành phần chính là gì ạ? Nào. Thạch cao có thành phần chính là gì ạ? Các bạn còn nhớ không ạ? Thạch cao có thành phần chính là gì ạ? Thạch cao nào các em? Thạch cao là gì? Ca gì ạ? CaSO4 đúng không? Đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhá. CaSO4. 24. Sản phẩm thu được khi đốt sắt trong khí clo là.
nào sản phẩm thu được khi đốt sắt trong khí clo Fe cộng Cl2 thì mình sẽ thu được FeCl3. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A, FeCl3. Câu 25. Chất nào sau đây ạ không phân ly? Từ năm 2019 đến nay trong đề thi lúc nào cũng có một câu về câu điện ly. Nên phần kiến thức điện ly là phần kiến thức cực kỳ quan trọng mà chúng ta cần nắm được. Chất nào sau đây không phân ly radium khi hòa tan trong nước? Có nghĩa là chất nào sau đây không điện ly? Và chất không điện ly nó chất thì mình phải loại bỏ những thằng điện ly. Chất điện ly là axit này, bazơ này. Đúng chưa? Vậy không điện ly ở đây chính là C2H5OH kèm nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B bỏ, C2H5OH. Câu 26 ạ. Chất nào sau đây tan tốt trong nước ạ? Chất nào sau đây tan tốt trong nước ạ? Nhôm là không tan trong nước. Al2O3 cũng không tan trong nước. Đúng không ạ? AlOH 3 lần nó là kết tủa dạng huyền phù, đúng không? Vậy cái thằng mà tan tốt trong nước đó là gì ạ? AlCl3. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C, AlCl3. Câu 27 đâu các em? 27 đáp án nào sau đây ạ? Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Nào, kim loại nào sau đây là kim loại kiềm nhá? Kim loại kiềm là gì ạ? Đọc cái bài thơ của thầy Minh lên. Nếu mà quên đọc lên. Lâu nay không rảnh chơi phây, được chưa? Vậy kim loại kiềm của chúng ta chỉ có thể là C, natri mà thôi. Rất dễ dàng và đơn giản các em nhá. Chúng ta cùng ôn lại kiến thức, chúng ta cùng luyện tập với nhau, chúng ta cùng chiến đấu để chiến thắng. Câu 28 ạ. 28 ạ, chất nào sau đây có tính lưỡng tính ạ? 28 ạ, chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Thế thì tính lưỡng tính được thể hiện là gì ạ? Nó vừa có tính axit và vừa có tính bazơ. Vậy cái anh mà vừa có tính axit vừa tính axit bazơ này. Đây, chất này có nhóm COH nên có tính axit, có nhóm NH2 nên có tính bazơ. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B bỏ các em nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B bỏ. Câu 29. Cho kim loại sắt vào lượng dư dung dịch nào sau đây không thu được muối sắt bạ? Cho kim loại sắt vào lượng dư dung dịch nào sau đây mà không thu được muối sắt bạ? Các bạn lưu ý nhá. Sắt vào HNO3 loãng là lên sắt dương 3. Được chưa? Sắt vào thằng H24 đặc nóng chắc chắn lên sắt dương 3. Ok chưa? Sắt vào bạc cộng chắc chắn lên sắt dương 3. Vậy ở đây chỉ có sắt mà vào thằng COS số 4 rồi. Sắt vào thằng COS 4 thì sắt tác dụng với đồng dương 2 để tạo thành sắt dương 2 cộng với đồng. Ok chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C. Ok nhá. Câu 30. Kim loại nào sau đây không phản ứng với nước cả khi đun nóng ạ? Úi dồi ôi, có một anh kim loại. Có một anh kim loại mà nó phản ứng với nước. Không phản ứng với nước cả khi đun nóng. Có nghĩa nó không phản ứng với nước ở mọi điều kiện. Nào, một anh kim loại duy nhất nó phản ứng với nước, không phản ứng với nước. Thực ra chúng ta có rất nhiều đúng không? Nhưng mà ở đây trong bốn anh này, bốn anh kim loại nhóm 2A thì sẽ có anh kim loại mà không phản ứng với nước ở mọi điều kiện. Đó là anh nào? Đó chỉ có thể là anh Berry mà thôi nhá. Berry là anh kim loại không phản ứng với nước. Ok chưa? Câu 31. Nào, câu 31 ạ. Tên gọi của este có công thức cấu tạo là... Nào các bạn cùng comment đáp án cho thầy xem nào. Tên gọi của este mà cùng có công thức cấu tạo là... Anh nào ạ? Anh nào có tên gọi là este này ạ? Gốc nó là gì đấy các em? Vinin nhỉ? Vinin gì ạ? Vinin acetat nhá. Vinin acetat, đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ. Vinin acetat. Câu 32. Chất béo là trieste. Chất béo là trieste của axit béo và anh nào? Chất béo là trieste của axit béo và gì ạ? Glycerol nha các em nhá. Glycerol ạ, đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Chúng ta cùng ôn tập với nhau những cái câu như thế này để chúng ta nhớ mãi mãi về lý thuyết, để chúng ta đi thi chúng ta không bao giờ bị sai những câu này nhá. Đây gọi là chống sai ngu. Câu 33, một câu tính toán rất đơn giản thôi, rất là dễ thôi. Mình sẽ có số mol nhôm của mình là 4,05 chia 27 bằng 0,15 mol. Thì chúng ta sẽ có số mol hydro bằng 1,5 lần số mol nhôm. Vậy số mol hydro bằng 1,5 nhân 0,15 bằng nhân 1,5 bằng 0,225
Vậy mình sẽ có nhân 2,4 bằng 5,04 lít. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Câu 34 ạ. 19,53 gram anilin tác dụng hoàn toàn với số mol HCl là 0,2, thu được m gam muối khan. Các bạn lưu ý cho thầy ạ, anilin tác dụng với HCl tạo thành muối, vậy hoàn toàn mình sẽ có bảo toàn khối lượng nhá. Thì mình sẽ có là khối lượng của anilin, cộng với lại khối lượng của HCl thì nó sẽ tạo thành là m muối. Và hoàn toàn ở đây ta sẽ có, đây, khối lượng anilin là 19,53 cộng khối lượng HCl là 0,2 nhân 36,5 thì bằng m muối. 19,53 cộng 0,2 nhân 36,5 bằng bao nhiêu đây? 26,83 gram. 26,83 gram. Đáp án đúng là đáp án D. Câu 35. 18 gram glucose. 18 gram glucose, mình sẽ có 1 glucose cho mình 2 thằng bạc. Chỗ này mình phải xử phản xạ thật nhanh. Vậy ở đây 18 không có hiệu suất. Số mol glucose là 18 chia 180 bằng 0,1. Hoàn toàn mình tìm được số mol bạc là 0,1 nhân 2 bằng 0,2. 0,2 mà nhân với lại 108 thì bằng bao nhiêu ạ? 21,6 gram. Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án A các em nhá. Các em cùng lôi máy tính ra, bấm máy tính cùng thầy Minh nhá. Câu 36 ạ. Thủy phân hoàn toàn 21,9 gram dipeptide gly ala, chúng ta tìm được số mol của nó là 21,9 chia phân tử khối. Gly là 75, ala là 89 trừ đi một nước là một liên kết peptide. 21,9 chia cho một ngoặc đơn 75 cộng 89 trừ 18 đóng ngoặc đơn bằng 0,15 mol. Tác dụng với NaOH vừa đủ ạ. Thì mình sẽ thu được gly trừ 1 hydro cộng 1 natri và ala trừ 1 hydro cộng 1 natri. Vậy mình có số mol gly là 0,15, số mol ala là 0,15. Vậy đây chính là m muối. Mình sẽ có m muối bằng 0,15 nhân mở ngoặc đơn 75 cộng 22 cộng 89 cộng 22 bằng khối lượng của chúng ta bằng 31,2 gram. Câu 36 đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A các em nhá. 36 đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Câu 37 ạ. M gam magie dư, mà tác dụng với lại sắt dương 2, số mol là 0,2 nhân 0,2 thì bằng 0,04, thì chắc chắn nó sẽ tạo thành là magie dương 2 cộng với lại sắt. Ok chưa? Và hoàn toàn mình sẽ tìm được số mol magie là 0,04. Vậy hoàn toàn mình sẽ tìm được khối lượng của magie phản ứng là 0,04 nhân 24 thì kết quả của chúng ta là bằng 0,96 gram. Đáp án đúng câu 37 của chúng ta đó là đáp án D ạ. Câu 37 đáp án D. Câu 38 nào. 38 các bạn chọn đáp án gì ạ? 38 ạ. Hay mà. Cực xịn luôn. Nào ạ. Câu 38 ạ. Kim loại nào sau đây ạ? Kim loại nào sau đây phản ứng với COS4 dư tạo thành hai chất kết tủa? Kim loại nào sau đây phản ứng được với COSO4 dư để tạo thành hai chất kết tủa? Mình sẽ có, nó chỉ có thể là sắt hay là không, nó chỉ có thể là natri thôi. Tại vì natri khi cho vào nước ấy, à không thể là natri được. Natri không được ạ, nó chỉ có thể là bari thôi. Bari cho vào nước thì mình sẽ thu được là BaOH2 lần. Và chính anh BaOH lần này cộng với COSO4 để tạo thành hai kết tủa, để bài yêu cầu hai kết tủa COH2 lần và BaSO4 các em nhá. Vậy ở đây mình thu được hai kết tủa, không được mang bảng tuần hoàn vào phòng thi các em ạ. 38 đáp án B ạ. 39 ạ. Ion kim loại nào sau đây có tính khử? Một câu rất hay ạ. Câu này rất nhiều bạn bị lừa phỉnh ạ. Các bạn cùng comment đáp án cho thầy xem đáp án gì ạ. Nếu mà sai, nếu mà vấp ngã, chúng ta chỉ vấp ngã ở đây thôi. Và tối ngày hôm nay chúng ta vấp ngã với nhau thôi, để ngày mai chúng ta làm đúng nhá. Để ngày mai chúng ta làm đúng. Có bạn bảo là 34 cần phải xem lại. Các bạn đợi tí thầy nhìn lại 34 ạ. 34. À 34 thầy gõ sai à? À rồi ok xem nào. Số mol của anilin xem nhá. Anilin đề bài hỏi muối khan nhỉ. Anilin là 19,53. Anilin là C6. Đây là thầy bảo toàn khối lượng. C6H5NH2 là 19,53. 19,53 chia mở ngoặc đơn 12 nhân 6 cộng 5 cộng 16 bằng, số mol nó bằng 0,21 cộng với HCl. HCl đây là bằng 0,2. À bài này cho lừa. Thế là đúng rồi, nếu mà thầy bảo toàn khối lượng là sai. NH3Cl số mol muối ở đây là 0,2 thôi. 0,2 mà nhân với mở ngoặc đơn này 12 nhân 6 cộng 5 cộng
17 cộng 35,5 bằng bao nhiêu ạ? 25,9. 25,9 đáp án đúng là đáp án C các bạn. Câu 34 đáp án C các em nhá. Chân thành xin lỗi các em. Đấy, làm nhanh quá nó cũng sẽ bị lag. Thế nên là trong kinh nghiệm chúng ta khi đi thi là chúng ta không được làm quá nhanh, mà từ từ thôi. Đúng không ạ? Từ từ thôi ạ. Nào câu 39 ạ. Ion kim loại nào sau đây có tính khử ạ? Nào, ion kim loại nào sau đây có tính khử ạ? Anh nào có tính khử ạ? Na cộng không thể có tính khử được, số xóa cao nhất. Magie 2 cộng không thể, nhôm 3 cộng không thể. Đáp án đúng của chúng ta nó chỉ có thể là sắt 3 cộng thôi, bởi vì chỉ có sắt 2 cộng nó mới có khả năng lên được thành sắt 3 cộng. Nên đáp án chính xác của chúng ta, câu 39 của chúng ta đó là đáp án B bò các em nhá. B bò. Câu 40 ạ. Điện phân với các điện cực trơ. Điện phân với các điện cực trơ Na mắt nóng chảy, sản phẩm thu được tại anode là. Các bạn lưu ý cho thầy nhá, điện phân với điện cực trơ Na mắt nóng chảy thì sản phẩm thu được tại anode là, thì 40 chúng ta anode chúng ta chỉ có thể thu được oxy và H2O mà thôi nhá, oxy và H2O. Câu 42 ạ. À, câu 41 ạ. Nào, anh kim loại nào sau đây không thuộc nhóm 1A trong bảng tuần hoàn ạ? Anh kim loại nào sau đây không thuộc nhóm 1A trong bảng tuần hoàn ạ? Các bạn lưu ý cho thầy nhá. Không thuộc nhóm 1A. 1A là gì ạ? Lâu nay không rảnh chơi Free Fire. Được chưa? Lâu nay không rảnh chơi Free Fire. Vậy không thuộc nhóm 1A ở đây chỉ có thể là canxi. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C. Ok men. Câu 42 ạ. Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl sinh ra khí hydro? Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl sinh ra khí hydro ạ? Điều kiện tiên quyết để sinh ra khí hydro đó là gì ạ? Các bạn có nhớ không? Các bạn cùng comment thầy nhìn nào. Điều kiện tiên quyết để sinh ra được khí hydro đó là cái kim loại phải đứng làm sao ạ? Nó phải đứng làm sao ạ? Nó phải đứng trước hydro trong dãy điện hóa. Đúng không? Thế nhưng mà ở đây này, ở đây là oxit thì không được, đây là kiềm thì đều không được, bazơ đều không được. Nó làm gì có ra được hydro đâu. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, magie. Magie tác dụng với HCl để sinh ra được khí hydro các em nhá. Câu 43. Ôi toàn câu dễ thôi các em ạ. Và những câu này xứng đáng để luyện não. Và những câu này để chúng ta luyện, để chúng ta ngồi vòng thi chúng ta chỉ việc chọn thôi. Đây là lý do mà tại sao thầy thực hiện cái buổi live ngày hôm nay. Đúng không ạ? Giúp cho các em vượt vũ nô môn thành công. Câu 43. Acid oleic là một acid béo có trong dầu thực vật. Acid oleic là một acid béo có trong dầu thực vật. Công thức của acid oleic là gì? Đúng rồi, 10 điểm. Quyết chí mang 10 điểm về tặng thầy. Công thức của acid oleic ý B đúng không ạ? C17H33COH. Câu 44. Kim loại nào sau đây không tan trong nước ở điều kiện thường ạ? Kim loại nào sau đây không tan thì thực ra trong đề chỉ có hai câu đếm thôi. Kim loại nào sau đây không tan trong nước ở điều kiện thường ạ? Nó là đồng đúng không ạ? Đồng không tan trong nước. Natri tan, kali tan, bari tan. Câu 45 ạ. Công thức của magie hydrocarbonate là, các bạn nhớ nha, làm những câu này gạch chân từ chốt cho thầy với ạ. Nhớ gạch chân từ chốt cho thầy với ạ. Đừng để sai ngu những câu như này nhá, sai ngu những câu này nhục lắm. Được không ạ? Điều kiện tiên quyết để đạt được 8 điểm là mình làm không sai 32 câu đầu. Công thức của magie hydrocarbonate đó là C, MgHCO3 hai lần ạ. Câu 46. Tên gọi của Na2O là gì ạ? Nào, tên gọi Na2O thì gợi ý nhá, Na2O là khí gây cười. Gợi ý nho nhỏ, Na2O là khí gây cười. Khí gây cười vậy nó là gì ạ? Này ối nó chọn A nhé. Chọn A là toang. Nhờ. Chọn A là toang đấy ạ. Toang một cục luôn nên hỏi cái này là đầy đứa không biết. 46 ý gì ạ? Ý C, dinitơ oxit nhá. Đây có hai nitơ nó phải là dinitơ. Dinitơ oxit ạ. 47 ạ. Nào, trong các dung dịch sau đây, dung ion nào oxy hóa được kim loại sắt? Ion nào ạ? Ion nào oxy hóa được kim loại sắt ạ? Oxy hóa được kim loại sắt nhá. Vậy là tác dụng đối với sắt đấy. Trong này nhôm không, nhôm 3 cộng không, đồng 2 cộng không, magie 2 cộng không chỉ có bao nhiêu ạ? Chỉ có sai đấy. Đồng 2 cộng có đây này. Sắt 3 cộng với không. Đồng 2 cộng cộng với sắt để tạo thành sắt 2 cộng cộng với đồng, các bạn nhớ chưa ạ? Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B bò nhá. B bò. Ok chưa? Quyết chí vác 10 điểm hóa về nhà. Câu 48. 48.
polymer nào sau đây có công thức để chúng ta nhìn cái anh polymer này mấy carbon? 1, 2, 3 carbon nhá. 3 carbon thì nó chỉ có thể là gì ạ? Polypropylene mà thôi. Polypropylene, đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Đúng rồi, quyết chí là một myelin. Và một myelin của chúng ta là quyết chiến thắng. Câu 49 ạ. 49 các bạn chọn đáp án gì ạ? 49 ạ. Kim loại nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH ạ? Một anh kim loại mà nó vừa có khả năng tác dụng được với HCl và nó lại vừa có khả năng tác dụng được với dung dịch NaOH, thì đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Do nhôm là anh kim loại như vậy, nó vừa có khả năng tác dụng được với HCl và vừa có khả năng tác dụng được với NaOH. Câu tiếp theo ạ, câu 50 ạ. Úi dồi, câu này hay kinh khủng luôn. Này, câu này mà vào phòng thi là ối, là tôi nhầm nhé. Thật luôn, nhầm nhục nhã luôn. Cái này nhầm nhục lắm, các bạn comment xem nào sẽ đáp án gì. Này, ối nó không biết cơ. Etin acetat CH3COOC2H5. Chúng ta có 1, 2, 3, 4. Chúng ta có 4 nhá. Vậy 4 carbon các bạn nhá. 4 carbon, nhưng mà khi làm các bạn chú ý này, đề bài hỏi là số nguyên tử carbon hay số nguyên tử hydro. Nhiều bạn là đề bài hỏi là hỏi carbon, các bạn đi tô hydro. Mà hỏi hydro các bạn lại đi tô carbon. Thế mới nhục. Tô kiểu gì cũng chuẩn. 51 ạ. Chất nào sau đây là chất điện ly mạnh? Chất nào sau đây là chất điện ly mạnh các bạn ơi? Anh nào là chất điện ly mạnh ạ? Chất điện ly mạnh là những axit mạnh, bazơ mạnh, đúng không? Và muối. Ok chưa? Axit mạnh, bazơ mạnh và muối. Vậy chất đầy đầy axit yếu bỏ, đây không điện ly, nước là điện ly yếu bỏ. Vậy đáp án đúng của chúng ta chỉ có thể là B thôi. NaCl nó là chất điện ly mạnh, các bạn chú ý nha. NaCl là chất điện ly mạnh. Câu 52 ạ. Câu 52 ạ. Trong phân tử chất nào sau đây có hai nhóm amino và một nhóm carboxin ạ? Chúng ta chỉ cần ôn xong cái này với thầy Minh, nó lên ngủ, lên giường đi ngủ, đi thi là ngon lành cành đào. Hai nhóm amino và một nhóm carboxin, chúng ta chỉ học có một anh duy nhất, anh đấy tên là gì? Comment xuống dưới nào, một anh duy nhất, hai nhóm là một nhóm sẽ bắt tên nó là gì? Tên nó là gì ạ? Lysin, đúng không? Phân tử khối bằng bao nhiêu? Này bây giờ thuộc phân tử khối nó xịn. Phân tử khối của lysin bằng bao nhiêu kìa? Okay. Thuộc phân tử khối là hơi bị xịn luôn nha. Lysin ạ. Phân tử khối bằng bao nhiêu ạ? 1,4 mấy? 1,4 mấy? Đúng rồi, 1,4,6 nhá. Câu 53. X là nguyên tố kim loại có nhiệt độ nóng chảy, chú ý thấp nhất. Điều kiện thường ở thể lỏng. Khi đi thi các bạn nhớ gạch chân từ chốt, quanh tròn thật to cái từ chốt vào cho thầy. Được chưa? Ở điều kiện thường ở thể lỏng thì nó chỉ có thể là anh nào thôi? Thủy ngân, đúng không? C, rất đơn giản. Câu 54. Kim loại sắt tan hết trong dịch nào sau đây ạ? Câu 54. Kim loại sắt tan hết trong lượng dư dung dịch nào sau đây? Sắt nha, tan hết nha. Các bạn chú ý cho thầy là tan hết nha. Sắt thì bị thụ động trong H4 đặc nguội, làm sao tan được, đúng không? Sắt không tan được trong KOH. Sắt cũng không có ăn được FeCl2. Vậy chắc chắn sắt đó tan hết trong HN3 loãng. Chỉ tan hết trong HN3 loãng mà thôi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ. Và sắt chúng ta lên sắt dương 3 kèm nha. 55. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? Nào, điện phân nóng chảy. Điện phân nóng chảy thì chủ yếu để điều chế anh kim loại nào? Điện phân nóng chảy chủ yếu để điều chế các anh kim loại đứng trước nhôm trong dây điện hóa, các bạn nhớ chưa? Đứng trước nhôm trong dây điện hóa là được điều chế bằng pháp điện phân nóng chảy. Vậy ở đây mình sẽ có anh gì? Natri. Natri là được điều chế bằng pháp điện phân nóng chảy NaCl. Đáp án đúng đáp án C. Câu 56. Số oxy hóa của sắt trong hợp chất FeNO3 hai lần là. Ui dồi ôi, câu này nhìn mà đứa nào mà tô lệch thành dương 3 nữa là thầy chịu đấy. Chịu luôn đấy ạ. Nào, số xóa của sắt trong hợp chất FeNO3 hai lần nó chỉ có thể là sắt dương 2 mà thôi. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B bỏ. Câu 57 ạ. Chất nào sau đây tác dụng kim loại natri sinh ra khí hydro ạ? Chất nào sau đây tác dụng với kim loại natri sinh ra khí hydro? B chắc chắn là không tác dụng natri rồi. CHCSO cũng không rồi. GCH4 cũng không rồi. Vậy tác dụng với natri mà sinh ra khí hydro thì chỉ có thể là CH3COH mà thôi. Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án A kèm nhá. Đáp án A. Câu tiếp theo.
Câu 58. Úi dồi ôi, 58 rồi. Vũ Môn đằng kia rồi. Còn quay quay ba phát là vượt được Vũ Môn luôn các em ạ. Cố lên nào, chiến đấu để chiến thắng. Mạnh mẽ nữa lên các em. Myelin quyết chiến thắng. Câu 58. Phân tử chất nào sau đây chứa nguyên tố nitơ? Anilin. Ôi quá đơn giản và dễ dàng luôn. Một nitơ, đáp án đúng đáp án B bỏ các em nhá. Câu 59 ạ. Saccharose là một loại đường có nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt. Này gạch chân này, gạch chân này. Số nguyên tử gì? Hydro nha. Đề bài hỏi hydro, đừng tô carbon. Để làm này này, viết ra C12H22O11. Số nguyên tử hydro 22. Được chưa ạ? Này ối đứa tô 12 mà đối đứa tô 11 đấy các em ạ. Khổ lắm. Đi thi về mới biết mình sai. 60 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? 60 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào các em? Phát biểu nào đúng? Glucose bị thủy phân trong môi trường axit. Glucose là monosaccharide có mà thủy phân đời nó ấy. Tinh bột thuộc loại disaccharide là sai. Tinh bột là gì? Tinh bột là polysaccharide. Cellulose là chất lỏng ở nhiệt độ thường. Cellulose là chất rắn mà. Dung dịch saccharose hòa tan được CO2 lần. Đúng chưa? Sac hòa tan được CO2 lần. Chính xác chưa? Quá chính xác. Đáp án đúng đáp án C. 61. 61 ạ. Tên hợp chất có công thức cấu tạo là. Này anh này. Anh này ạ. Anh này có công thức cấu tạo thì tên nó là gì? Gì ạ? Tri gì các em? Tri gì ạ? 61 ạ. Tri gì ạ? Nhiều lúc làm câu này còn không tin vào bản thân nữa rồi. 61 đáp án B. Triiodine. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B các em nhá. Câu 62 ạ. Natri hydrocarbonate. Ở cuối đề này thì mình có mấy câu thực tế rất hay muốn dành cho tất cả các bạn và các em nhá. Đây là mấy câu thực tế cực kỳ hay mà nếu mà đi thi thì các bạn toang một cục luôn. Hãy cùng xem thầy mình nhá. Natri hydrocarbonate có công thức là BNaHCO3. Câu 63. Monomer nào sau đây có phản ứng trùng ngưng với acid terephthalic tạo thành polyethylene terephthalate? Acid ăn được với acid terephthalic để tạo thành, đây có từ gì? Ethylene. Thế nên nó phải có từ ethylene. Mà có từ ethylene ở đây thì bỏ B, bỏ C, bỏ D đi. Đáp án đúng là đáp án A, ethylene glycol các em nhá. Câu 64. Hydrocarbonate. Hydrocarbonate mà không làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường. Hydrocarbonate mà không làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường. Tên gọi của X là. Thế thì mất màu dịch nước brom nó có nối đôi CC. Anh này mất màu, anh này mất màu, anh này mất màu. Duy nhất anh toluen đây này là không làm mất màu dịch brom ở điều kiện thường. Bạn nhớ chưa? Toluen đáp án đúng đáp án gì? Câu 65. Kim loại nào sau đây? Kim loại nào sau đây không tác dụng với ông dịch FeNO3 lần? Nó không ăn FeNO3 lần. Đồng có tác dụng với sắt 2 không? Đồng không. Đúng không? Vậy 65 đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu 66. Ester etin acetat nhá. Ester etin acetat có công thức là gì? Etin acetat CH3COOC2H5. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C. CH3COOC2H5. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các em nhá. Câu 67 ạ. Hợp chất FeO tác dụng được với chất nào sau đây tạo ra muối sắt bạ? Hợp chất FeO tác dụng được với chất nào sau đây tạo ra muối sắt bạ? FeO không ăn, ăn HBr chỉ tạo thành sắt 2 thôi. Ăn HCl chỉ tạo thành sắt 2 thôi. Ăn hai bốn loãng dư chỉ tạo thành sắt 2 thôi. Vậy nó ăn với lại HNO3 ấy, loãng dư thì nó mới lên được là muối sắt 3. Các bạn nhớ chưa? Đừng để sai ngu nhá, sai ngu nhục lắm. Câu 68 ạ. Nào 68 nào. 68 nào các em, cùng comment đáp án cho thầy nào. Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ là yếu nhất? Trong các chất dưới đây ạ. Nào các bạn cùng comment mạnh mẽ xem nào. Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ là yếu nhất? Lực bazơ yếu nhất ạ. Yếu nhất thì không làm quỳ tím đổi màu là yếu nhất. Mà thằng nào không làm quỳ tím đổi màu ạ? C6H5NH2 anilin không làm quỳ đổi màu nhá.
câu 69. 4,64 gam Fe3O4, số mol là 4,64 chia 232 bằng bao nhiêu ạ? 0,02 mol. Tác dụng với H2SO4 đặc, các bạn lưu ý nóng nha, thì muối mà lại còn dư nhá, muối là muối sắt 3, Fe2SO4 3 lần. Vậy mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố sắt nhá, 0,02 nhân 3, 0,02 nhân 3 chia 2 bằng 0,03. Vậy mình tìm được khối lượng 0,03 nhân mở ngoặc đơn này, 56 nhân 2 cộng 96 nhân 3 bằng 12 gam. 12 gam, câu 69 đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A nhá, 69 đáp án A. Úi dồi, nhiều bạn tính chậm thế. Câu 70, X là một alpha amino acid no chỉ chứa một nhóm RI, một nhóm COH, cho 13,35 gam X tác dụng HCl dư thu được muối. Vậy ở đây mình sẽ có tìm được số mol HCl chính bằng số mol của X, bởi vì nó chỉ chứa một nhóm NH2, do cùng bằng một số mol nhóm NH2 thì bằng M muối là 18,825 trừ đi M amino acid là 13,35 chia cho 36,5 bằng ạ. 18,825 trừ đi 13,35 bằng chia cho 36,5 bằng bao nhiêu ạ? 0,15 mol. Bây giờ mới đến chiêu kinh khủng này. Mình sẽ tìm được phân tử khối của X bằng khối lượng của nó, 13,35 chia cho 0,15 bằng 13,35 chia 0,15 bằng 89. 89 là phân tử khối của anh amino acid nào các em? Các bạn comment cho đáp án cho thầy xem nào. 89 là phân tử khối của amino acid nào? Anh nào? Alanin. 70 đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các em nhé. Alanin rất dễ. Nào, câu 71, số mol MgCO3 12,6 chia bằng ngoặc đơn 24 cộng 60 bằng 0,15 mol. Bảo toàn carbon chui hết vào đây là 0,15. Vậy 0,15 mà nhân với 2,4 ạ. 0,15 mà nhân với 2,4 thì đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A, 3,36 lít. Ok chưa ạ? Câu 72. Nào thầy nhả vía bùm bùm cho các em nhá. Câu 72 ạ. Nào thầy nhả vía cho tất cả những bạn nào đã like và chia sẻ buổi học này về tường. Số mol glucose 1 glu cho mình 2 thằng bạc, mình sẽ tìm được số mol bạc là 32,4 chia cho 108 bằng 0,32,4 chia 108 bằng 0,3. Vậy suy ra ngược lại, đấy thì số mol glucose đáng nhẽ là phải là 0,15. Vậy mình sẽ có hiệu suất bằng 0,15 mà 36 chia cho 180 thì số mol là 0,2. 0,2 nhân 100%. 0,15 chia 0,2 bằng nhân 100% bằng 75%. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ nha, đáp án B, bỏ. Câu 73. Úi dồi ôi, số phát biểu đúng là lúc nay đứa nào ước làm câu đếm nhận định, bây giờ có câu đếm luôn. Chúng ta cùng chiến đấu nha. 73 nha các em nha. Nào 73 nào. 73 nào. Kim loại natri kali bari được phản ứng mạnh với nước, đúng. Kim loại đồng tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 và H4 loãng, đúng rồi, bởi vì có NO3 trừ, có H cộng, có đồng, có phản ứng. Bột đồng vào sắt dương 3. Dư sắt dương 3 thì tạo thành gì? Đồng dương 2. Sắt dương 2, các bạn lưu ý có cả sắt dương 3 dư nên dung dịch thu được 3 muối chứ không phải 2 muối nhá. Hỗn hợp nhôm và BaO tỷ lệ tương 1:1 thì tan hoàn toàn, đúng rồi. Lưu huỳnh, phosphor, ancol, etylic đều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3, đúng. Vậy mình ở đây có A, B, D, E, 4 nhá. 4 nhận định đúng. Ok chưa? Đáp án đúng là đáp án D. Câu 74 ạ. Câu 74 ạ. Nào các bạn cùng comment đáp án cho thầy xem câu 74 đáp án gì. Đốt cháy hoàn toàn M gam alanin. Alanin ạ. Alanin là thằng nào nhỉ? Alanin là thằng nào nhỉ? Công thức alanin là C3H7NO2 các em nhá. Đốt cháy trong oxy thu được này, N2 này, H2O này, CO2, mình tìm được số mol CO2 luôn ạ. 6,72 mà chia cho 2,4 thì bằng 0,3 mol. Vậy mình tìm được số mol ala luôn, 0,3 chia cho 3 thì bằng 0,1. Vậy mình tìm được khối lượng của alanin, phân tử khối của alanin bằng 89. 0,1 mà nhân với lại 89 thì bằng 8,9. Được chưa ạ? 8,9 gam, đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C các em nhá. 74 đáp án C ạ. 75 nào. 75 nào các em ơi, quá đơn giản với câu 75 luôn, nhìn phát ra đáp án luôn ạ.
Một anh glu thì cho mình 2 thằng bạc. Mình tìm được số mon bạc là 16,2 chia cho 108 thì bằng bao nhiêu ạ? 0,15 mon. 0,15 mon. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn và các em ạ. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em giới thiệu thầy Minh đến các em khóa sau nhá. Giới thiệu thầy Minh đến các em khóa sau, tại vì tất cả các khóa hiện tại thầy Minh đều có khóa live VIP. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Rồi, mình sẽ tìm được là số mon glucose bằng 0,15 x 1 chia 2 bằng 0,075. Mình tìm được khối lượng của nó bằng 0,075 x 180 bằng bao nhiêu ạ? 13,5 gram. 13,5 gram, đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A. 75, đáp án A 13,5 ạ. Câu 76. Câu 76 ạ. 76 đáp án gì ạ? 76 loát mãi chuyện ở đây 76 rồi. 76 quá dễ luôn các em ơi. 76 này, KHCO3 này, đun nhiệt phân hoàn toàn tạo thành K2CO3 này, tạo thành K2CO3 cộng với lại H2O này, cộng với lại CO2 này, đúng không ạ? Vậy ở đây mình tìm được số mol CO2 của mình bằng 5,6 mà chia cho 2,4 thì bằng 0,25 mol, đúng không nhỉ? 5,6 chia 2,4 bằng 0,25 mol. Vậy mình suy ngược lại được, đây là 2 này, thì số mol của KHCO3 bằng 0,25 chia 2 thì bằng 0,125 mol. 0,125 mol. Vậy mình tìm được khối lượng là 0,125 nhân 1, 0,125. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đấy, sai này, 0,25 nhân 2 cơ, bằng 0,5. 0,5 nhân 100 thì bằng 50 gram các em nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Nào, câu 77. Để khử hoàn toàn Fe2O3, số mol Fe2O3 bằng 24 chia 160 bằng bao nhiêu ạ? 0,15 thì tác dụng với nhôm để tạo thành gì ạ? Fe cộng với lại Al2O3, được chưa ạ? Vậy anh này là 2. Anh này là 2. Vậy mình tìm được số mol nhôm là 0,15 x 2 bằng 0,3. Vậy 0,3 x 27 khối lượng chúng ta bằng 8,1 gram. Đáp án đúng là đáp án D ạ, 8,1 gram. Câu 78. 78 nào các em ơi, 78 dễ ợt luôn. 78 dễ như cháo luôn. 78 ạ, 78 đáp án gì ạ? Khi oxy hóa ethanol bằng CuO, ethanol là C2H5OH mà tác dụng với lại CuO đun nóng nhẹ thì mình sẽ thu được CH3 CHO cộng với Cu cộng với H2O. Đáp án đúng của chúng ta đó là CH3 CHO. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B các em nhá. Câu 79 ạ. Câu 79 ạ. Ui dồi, câu 79 này hay. Các bạn cũng comment đáp án câu 79 để mình xem này. Wow, 79 đáp án gì ạ? 100 câu à. Bây giờ chúng ta đã đến câu 79, các bạn thấy kinh khủng không? 79 đáp án gì ạ? Trứng cá khi ướp với muối thu được món trứng cá muối ở dạng rắn. Cơ sở của phương pháp này là dựa vào tính chất nào của protein ạ? Là tính chất nào của protein ạ? Tính chất nào các em? Cơ sở nhá. Nó là gì ạ? Tính gì ạ? Ui dồi, đứa thì tính lưỡng tính, đứa thì tính bazơ, đứa thì tính axit. Nhưng đáp án đúng của chúng ta đó là tính đồng tụ các em nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C cơ. Rất tiếc cho các em. Câu 80 ạ. Polymer nào sau đây ứng với công thức là, các bạn đếm cho thầy xem anh polymer này có mấy carbon. Nào, các bạn đếm cho thầy xem anh polymer này có mấy carbon. Mấy ạ? 5 cộng 1 là 6. 6 thì nó là ni lông 6. Mà ni lông 6 thì nó chỉ có thể là poly gì? Polycaproamid kèm nhá. 80 đáp án B bỏ. 80 đáp án B bỏ. Polycaproamid. Các bạn nhớ chưa? Các bạn nhớ chưa? 80 là polycaproamid nhá. Nhớ kỹ nhá. Câu 81. 81 à? 81 chúng ta chọn đáp án gì ạ? Úi dồi ôi, 81 thì cũng rất hay. Để chống ăn mòn trong các chân cột thu lôi bằng thép chôn dưới đất, người ta dùng phương pháp bảo vệ điện hóa. Trong thực tế dùng kim loại nào sau đây làm điện cực bảo vệ? Úi dồi, con này dễ ợt luôn. Trong thực tế chúng ta sử dụng kim loại nào sau đây làm điện cực bảo vệ nào các em? Điện cực bảo vệ nhá. Điện cực bảo vệ là anh nào ạ? Làm anh kim loại nào phải mạnh hơn thằng sắt, đúng không? Nhưng mà giá lại còn phải rẻ hơn. Mạnh hơn mà rẻ hơn thì ta chỉ có anh nào thôi, kẽm mà thôi. Đáp án câu 81, đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok,
Tuyên dương tất cả các bạn đã chọn C, câu 82 ạ. 82 đáp án gì ạ? 82 nào các em? 82 nhá. Phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Cao su Buna S thì có tính đàn hồi cao hơn cao su Buna N. Đúng. Đúng luôn. Tơ lông thuộc lại tơ bán tổng hợp là sai nhá. Bán tổng hợp mình chỉ có visco và acetat thôi. Tơ tằm đất bền trong môi trường axit là sai. Tơ tằm nó có liên kết NHCO, nó thủy phân. PVC được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là sai. Trùng hợp là đúng, nhưng mà phải trùng hợp trùng hợp vinin clorua cơ. Được chưa? Vậy đúng là A. Câu 83. 83. Số gì có khả năng phản ứng với kim loại bari để tạo thành kết tủa? Các bạn lưu ý nhá. Phản ứng với bari để tạo thành kết tủa. Dung dịch thì đầu tiên là bari tác dụng với nước rồi để tạo thành BaOH hai lần. Và chính anh BaOH hai lần này thì nó bao gồm gì ạ? Ba2 cộng và OH trừ. Vậy mình có OH trừ kết tủa sắt 2 cộng, OH trừ kết tủa sắt 3 cộng, OH trừ tác dụng HCl nhưng không tạo thành kết tủa, tác dụng với NaOH nhưng không tạo thành kết tủa. Vậy mình chỉ có hai anh để tạo thành kết tủa với Ba thôi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ các em nhá. Câu 84. Câu 84. Polymer nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh ạ? Câu 84. Polymer nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh? Lưu ý cho thầy nhá, cấu trúc mạch phân nhánh. Anh nào ạ? Anh nào phân nhánh nào? Một anh phân nhánh thôi. Amilo pectin các em nhá. Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án A. Amilo pectin. Câu 85. Câu 85 ạ. Amin có tính bazơ do nguyên nhân nào sau đây? Amin có tính bazơ do nguyên nhân nào sau đây? Một anh amin mà lại có tính bazơ thì do nguyên nhân nào sau đây? Do gì ạ? Nguyên tử nitơ còn có cặp electron tự do có thể nhận proton. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 86. 86 một câu rất đơn giản. 86 một câu rất đơn giản ạ. 86 đáp án gì các em ơi? Các em comment mạnh mẽ lên nào. Comment mạnh mẽ lên thì nhìn nào. 86 ạ. Đun nóng chất có công thức phân tử C3H6O2 tác dụng với dịch NaOH thu được CH3CONa. Vậy chắc chắn nó phải là CH3COOCH3. Vậy công thức cấu tạo X của chúng ta nó chỉ có thể là A thôi. 86 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A các em nhá. Câu 87. Những tính chất vật lý chung của kim loại là? Vật lý chung là có tính dẻo, ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt, đúng không ạ? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. 87 đáp án A. Đấy là tính chất vật lý chung. Câu 88. Câu 88 nào. Crom 6 oxit thì có công thức khoa học là như nào? Nào, crom 6 oxit thì có công thức khoa học là như nào? Crom 6 oxit CR gì ạ? Hóa trị 6 CrO3. Quá đơn giản luôn. Câu 89 ạ. Ôi, câu 89 này nhiều bạn sai cực. Câu 89 này đầy nhiều bạn sai cực kỳ luôn. Nước thải công nghiệp thì thường chứa các ion kim loại nặng. Để xử lý sơ bộ và làm giảm nồng độ ion kim loại nặng với chi phí thấp, người ta sử dụng chất nào sau đây? Chú ý nha. Xử lý ion kim loại nặng chi phí thấp. Chi phí thấp thì chỉ sử dụng CaOH hai lần thôi, các bạn nhớ chưa? Chỉ sử dụng CaOH hai lần thôi. Đáp án đúng là đáp án C nha. Câu 90 ạ. Nước đá khô. Nước đá khô là gì? Nước đá khô nào? Nước đá khô là anh nào? Là CO2 dạng rắn, các bạn nhớ chưa? Nước đá khô là CO2 dạng rắn nha. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 91 ạ. Câu 91 ạ. 91 đáp án gì ạ? Dãy các kim loại đều có thể điều chế bằng pháp điện phân dung dịch muối của chúng ạ. Dãy các kim loại mà đều có thể được điều chế bằng pháp điện phân dung dịch muối của chúng thì nó phải đứng làm sao? Nó phải đứng sau bằng nhôm. Ok chưa? Bỏ nhôm, bỏ magie, bỏ bari. Vậy đáp án đúng của chúng ta chỉ có thể là đáp án B mà thôi. Ok men. Câu 92 ạ. Cho dãy các kim loại sau đây, số kim loại trong dãy tác dụng với nước để tạo thành dung dịch kiềm. Đầu tiên là tác dụng với nước nhá, để tạo dung dịch kiềm nhá. Canxi là 1, kali là 2, đúng không? Mình có 2. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. B, bỏ. Câu 93. Úi dồi ôi, 93 một câu đếm. 93 là một câu đếm nhận định các em ạ. Số phát biểu đúng là
Nitron thuộc loại tơ polyamide sai lè. Mỡ động vật, dầu thực vật tan nhiều trong benzen. Đúng. Dung dịch lysin làm quỳ tím trở thành màu hồng sai, màu xanh. Polymethyl methacrylat được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ. Đúng. Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhiều quá trình quang hợp. Đúng. B, D, D đúng. Mình tổng cộng có 3 đáp án đúng. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 94 ạ. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là: ở nhiệt độ thường triolin tồn tại dạng chất lỏng. Đúng, bởi vì anh này chất béo không no. Đúng 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 đúng, lại đi gạch. Đấy, tí toàn. Ethylene glycol, acid acetic và glucose đều hòa tan ở COH lại lần nhiệt độ thường. Ethylene glycol và glucose thì đều là oát đa kè. Acid acetic là phản ứng acid base, chính xác. Đốt cháy hoàn toàn ethyl format HCOOC2H5 hay công thức chuẩn nó là C3H6O2. Thu được số mol CO2 lớn, số mol nước là sai, anh này là ethanol đơn chức. Thì số mol của nó phải là gì ạ? Bằng nhau. Tơ nitron làm sao là polyamide được? Nitron không phải là polyamide, nitron là anh này mà. Đây này, nitron là anh này mà các em. Nitron làm sao polyamide được? Polyamide nó phải có NHCO cơ. Nha. Chết rồi. May chưa? May học thầy Minh nhá. May học thầy Minh đấy. Phân tử amylopectin, các em phải cảm ơn ông bà ông vải thì ngay lập tức có thầy Minh đây các bạn. Thầy Minh sửa sai cho các bạn. Nào, phân tử amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. Không phải dở đâu, đấy là may mắn cho các bạn đấy, bởi vì là may mà có thầy Minh mà coi cái buổi live ngày hôm nay của thầy Minh là biết được cái điều đấy. Chứ nhiều đời cô không nhắc cái đấy đâu. Phân tử amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh, đúng. Số nguyên tử nitơ trong phân tử này, lysin có 2 nitơ. Glycine có 1 nitơ. Đây, lysine có 2 là glycine có 1. Alanine có 1. Valine có 1. 2 cộng 1 cộng 1 cộng 1 là 5. Đúng chưa? A, B, D, E, 4. 4 nhận định đúng. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok chưa? Câu 95. Hỗn hợp X gồm FE2O3 này, ZNO này, Cu này, tác dụng với HCl dư này, thu được này, dung dịch Y và không tan Z. Dung dịch Y này, tác dụng HCl. Vậy thì dung dịch Y chúng ta chắc chắn là có Fe 3 cộng, ZN 2 cộng. Nhưng không tan này là đồng, nhưng đồng mà không tan thì chắc chắn dung dịch chỉ tồn tại muối sắt 2 thôi. Cẩn thận nhá. Tồn tại muối sắt 2, không có muối sắt 3 đâu. Do có đồng dư, bỏ luôn. Được chưa ạ? Được chưa ạ? Ok chưa? Đây có HCl dư nên chắc chắn phải có HCl dư rồi. Với dung dịch tồn tại muối sắt 2, ZnCl2 và HCl dư. Được chưa ạ? Ok chưa? Không có CuCl2 đâu ạ. Có không? Có. Đồng 2 cộng nữa, bởi vì đồng cộng sắt 3 cộng để tạo thành đồng 2 cộng. Nên có sắt 2 cộng, kẽm 2 cộng, đồng 2 cộng và HCl dư. Đáp án đúng đáp án B. Cô 95 rất lừa phỉnh các em nhé. 95 rất lừa phỉnh. 96 ạ. Số phát biểu đúng là: trong thành phần xăng sinh học E5 có ethanol, đúng. Sau khi lưu hóa, tính đàn hồi của cao su tăng lên. Sau khi lưu hóa, tính đàn hồi của cao su tăng lên, đúng. Đun nóng mỡ lợn với dung dịch NaOH thu được xà phòng, đúng. Bởi vì trong mỡ lợn thành phần chính là chất béo. Chất béo đun nóng với NaOH thì thu được xà phòng. Nhỏ vài giọt dung dịch iốt vào hồ tinh bột, thấy xuất hiện màu xanh tím, đúng. Khi làm đậu phụ từ sữa đậu nành có xảy ra đông tụ protein, đúng. Dung dịch lòng trắng trứng gà phản ứng màu bí ure, đúng. A, B, C, D, E, F, đúng. Đi thi nhìn này nhiều đứa kinh. Nhưng bảo làm gì có thể là đúng hết được. Thôi chọn 5 thôi. Nhưng mà đáp án đúng chúng ta là mấy? 6 C. Ok chưa? Câu 97 lên cho các em một câu thực tế mà bạn nào nhìn cũng sợ nhưng giải nó thì lại cực kỳ dễ. Cực kỳ dễ. Đây nha. Đây nha. Từ một mẫu nước có chứa các đằng này. Thì ở đây từ cái mẫu nước này mình có bảo toàn điện tích. Bảo toàn điện tích. Được chưa? Mỗi một magie 2 cộng mình coi là một canxi 2 cộng. Nhá. Vậy có CM của magie 2 cộng và canxi 2 cộng bằng này. 0,0004 nhân 2 cộng với 0,00042 nhân 1
bằng, được chưa, 0,0004 nhân 2 cộng 0,00042. Thực ra bảo toàn điện tích là ra đúng rồi, rất nhiều bạn nói đúng, nhưng mà có rất nhiều bạn nhìn thấy đề này là sợ mất rồi. Sợ mất rồi thì còn bảo toàn cái gì nữa. Sợ là kinh chết khiếp, nằm run như cầy sấy rồi, đúng không? Thì đây là 6,1 nhân 10 mũ trừ 4 nha các em nhá. 6,1 nhân 10 mũ trừ 4, được không ạ? À? Mình ra được bảo toàn điện tích mol trên lít. Ok chưa? Ok chưa? Đâu từ từ, à còn CL trừ, thầy còn quên chứ, cộng CL trừ 0,0003 nữa nhân 1. Đây cộng, chưa cộng CL trừ. Cộng với, đây đây chết, chưa cộng CL trừ ạ, bằng này, cộng với 0,0003 bằng, chia 2 bằng, đây ạ, 7,6 nhân 10 mũ trừ 4 ạ. 7,6 nhân 10 mũ trừ 4, 7,6 nhân 10 mũ trừ 4 milimol, đúng không ạ? Vậy suy ra độ cứng, độ cứng ở đây để bài nói này, đây đây đề bài nói này, tổng hàm lượng canxi 2 cộng quy đổi về khối lượng CaCO3. Đây anh này, 7,6 nhân 10 mũ trừ 4 nhân 100. Ok chưa? Bằng gì ạ? Bằng gì ạ? 76 mg trên lít. Ok chưa? 76 mg trên lít thì đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Chia 2 là bởi vì là bọn này là điện tích là 2. Cộng CL trừ bảo toàn điện tích. Đây này, thằng này nhân trừ 2 này, thằng này nhân trừ 1 này, thằng này nhân với trừ 1. Đấy, nên là phải cộng CL. Chia 2 bởi vì magie 2 cộng và canxi 2 cộng đều là mang 2. Ok chưa? Đáp án đúng là đáp án A. Rất dễ. Quá dễ dàng luôn. Câu 98. Cho các phát biểu sau. Oxit kim loại kiềm tổ đều tan tốt trong nước là sai. BeO và MgO đều không tan trong nước. Thạch cao nung được sử dụng để bó bột trong y học. Đúng. Bột nhôm dư với FeCl3 phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chứa AlCl3 và FeCl2, sai. À đâu, đúng. À sai chứ, nhôm dư vào FeCl3 thì tạo thành AlCl3 và đẩy ra sắt. CO dư đun nóng, CO không khử được Al2O3. Bỏ. Được chưa? Các kim loại kiềm khử nước dễ dàng ở nhiệt độ thường và giải phóng khí hydro. Các kim loại kiềm khử nước dễ dàng ở nhiệt độ thường và giải phóng khí hydro, đúng. Vậy mình có B và E đúng nhá. CO dư qua hỗn hợp đun nóng làm sao thu được nhôm được, đúng không? CO dư qua hỗn hợp Al2O3 và CO đun nóng thì không bao giờ thu được Al2O3, đúng chưa? Vậy D sai, mình sẽ chỉ có B và E đúng thôi nhá. Mình chỉ có B và E đúng. Vậy đáp án đúng chúng ta chỉ có hai phát biểu đúng, đáp án A. Ok nhá. Câu 99 á. Nào câu 99 nào các em ơi, các em cùng comment đáp án cho thầy Minh xem nào, câu 99 đáp án gì? Phát biểu đúng là triolin hòa tan CO2 lần, sai, triolin làm sao hòa tan được, đúng không? Anilin là một bazơ, dung dịch của nó có thể làm quỳ tím chuyển xanh, sai tiếp, anilin không làm quỳ chuyển màu. Được chưa? MgO không tan. Anhít acetic tan tốt trong nước, đúng. Anhít acetic tan tốt trong nước, đúng. Trong một phân tử triolin có 3 liên kết pi, sai, 6 liên kết pi cơ mà. Trong phân tử ete hóa, H2O tạo thành OH của axit và H. Trong nhóm OH của ancol, đúng, mình chỉ có C và E là đúng mà thôi. Mình sẽ có hai nhận định đúng nhá. Hai nhận định đúng, đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D. Hai nhận định đúng. Câu 100. Úi giời ơi. Nhìn 100 khủng hoảng không các em? Nhìn 100 khủng hoảng không? Đây là một câu thực tế cực hay và cực kỳ dễ. Nhá. Câu thực tế này cực kỳ hay và cực kỳ dễ. Các bạn nhìn này, quan sát này, thầy giải này. Đầu tiên mình có 1000 gram nước nhá. Ở 100 độ C. Đây này. Đây là hòa tan là 100 gram thôi. Đây hòa tan 100 gram thôi. Độ tan đây 100 gram nước, bây giờ 1000 gram cơ mà. Thì mình nhân lên với 10 đúng không ạ? Thì hòa tan được. Hòa tan được. Đây ạ. Anh này nhân với 10, 391 gram NaCl. Anh này nhân với 10, 566 gram. 566 gram KCl. Ok chưa? Vậy từ đây mình sẽ suy ra được M1 gram rắn. Bởi vì bước 1 hòa tan nhá. Bỏ lại phần không tan, dung dịch bão hòa nhá. Được chưa? M1 gram rắn này.
Đây, cho vào 0 độ C thì tách ra M1 gam. Vậy M1 gam rắn gồm khối lượng của NaCl thì bằng 391 trừ đi đây trong 0 độ C đây, trừ đi 356, đúng không? Bằng 391 trừ 356 bằng 35 gam. Ok chưa ạ? Tiếp tục ạ. Khối lượng của KCl thì bằng 566 trừ đi đây 285. 285 bằng 566 trừ 285 bằng 281. Ok chưa? Vậy suy ra M1 nó sẽ bằng là 35 cộng với 281. 281 cộng 35 bằng 316. Đề bài nói M1 bằng 281 sai. A sai. Ok chưa? Ok chưa? Bước 3 cho M gam, M1 gam chất rắn này và 100 gam khuấy đều thì tách ra M2 gam chất rắn không tan. Thế bạn lưu ý cho thầy này. Ở bước 3, 100 gam nước ở 10 độ C thì nó chỉ hòa tan được, thì nó chỉ hòa tan được đây ở 10 độ C đây, đề bài cho đấy, 35,7 gam NaCl và 32 gam KCl. M của NaCl bằng 35,7 gam và M của KCl bằng 32 gam. Thế mà NaCl ở đây chỉ có 35 gam. Vậy suy ra NaCl tan hết. Và NaCl mà tan hết thì trong chất rắn M2 vẫn còn một lượng muối NaCl sai, B sai. Được chưa ạ? Vậy mình sẽ có M2 gam chất rắn. Nó sẽ bằng khối lượng của KCl và bằng đây ạ, 281 trừ đi 32 bằng 281 trừ 32 bằng 249. Vậy giá trị M2 bằng 249 đúng. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D. 100, đáp án D. Và trên đây là hai câu thực tế mà thầy Minh thấy rằng là rất là hay, mà thầy Minh muốn chữa cho tất cả các bạn và các em. Được không ạ? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi buổi livestream của thầy Minh.